Thưa tất cả mọi người, COVID đến làm cho tất cả chúng ta đều cảm thấy hoang mang và lo sợ. Nhưng có rất nhiều những hoạt động, những ca khúc, những nghệ sĩ làm tất cả cũng vì một mục đích cổ vũ cộng đồng, động viên các y bác sĩ, các chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang ở trên tuyến đầu chặn dịch, và kêu gọi mọi người ủng hộ chính phủ và hãy tự bảo vệ mình. Có rất nhiều ca khúc đã được viết, nhiều nghệ sĩ cũng đã hát. Và hôm nay, gần 10 ca khúc về chèo, Tự Long cùng với các nghệ sĩ của nhà hát chèo quân đội muốn dành tặng tất cả các chiến sĩ ở trên tuyến đầu và những người dân Việt Nam trong thời dịch họa. Xin mọi người hãy mạnh mẽ, tự tin và biết cách chăm sóc bản thân. Hy vọng đại dịch sẽ trôi qua. Các anh, các chị ở trên tuyến đầu hãy vững tin, vì hậu phương luôn luôn trông đợi và luôn luôn chờ đợi tin chiến thắng của các anh, các chị. Bây giờ sẽ là một làn điệu Chinh Phụ của tác giả Lê Thế Song. Và Tự Long sẽ hát cùng với dàn nhạc của nhà hát chèo quân đội, kỹ thuật âm thanh phòng thu Quang Duy. Làn điệu Chinh Phụ với tựa đề là Những Thiên Thần Áo Trắng. Mọi người chú ý cùng nghe. Đại dịch Corona như một cơn bão tố tràn đến muôn nơi khiến ta phải cách xa. Từ trong tâm dịch, anh không thể về nhà, dù biết em và con đang ngày đợi đêm mong. Hãy hiểu cho anh, bởi lúc này cả ngành y đang gồng mình vì bệnh nhân dương tính. Bao đêm xa cách, vắng tiếng con nghi cười, những lời âu yếm thương nhớ em ơi. Anh biết em đang ngày đêm mong ngóng, thăng dịch xong đôi lứa lại bên nhau. Anh nơi tâm dịch dốc ly lòng, thêm gắng nghị sức quyết đi dành sinh mệnh. Người nhiễm Corona hình bóng em nơi xa, giây em lệ ý nhoài, mong ngày đôi lứa ta dịch tan anh sẽ về nhà. Kìa cơn ác ý mong đang hiện hữu, gây biết bao nguy nan. Lỗi lo âu ngập tràn, bao người mắc lây lan, trận chiến không hoang mang. Chống dịch như giặc càn, muôn ý
nước bình an, niềm vui y đức vẹn y toàn. Biết bao đêm vì bệnh nhân không ngủ, vết khẩu trang hằn sâu in trên má, bữa cơm nuốt vội dưới chân gầm cầu thang. Tự hào thay những thiên thần áo trắng, từ mẫu lương y quản chi nhọc nhằn. Từ trong tâm dịch em có biết người chiến sĩ lương y sớm chưa đâu quản gì chẳng dịch nơi khó nguy. Ngày tháng đi ta chia ly, tiếng con gửi vòng ý về, mơ màng đầu tiếng ru em ơi gắng đời anh. Ngày mai hết đi dịch đôi lứa tai, vui chiến thắng mái ấm ta bên nhau, vẹn nguyên như tình đồng, ngọt ngào tiếng ru nôi. Ngày ấy không xa xôi, ánh dương soi dạng ý ngời, thắng dịch về trong nắng tươi, Việt Nam sáng mãi nụ cười.